Rapper xin nói chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hôm nay chúng tôi xin được phép trân trọng giới thiệu quý vị một nữ nghệ sĩ. Đây là một người đàn chị của Hoàng Rapper. Đây sự ngưỡng mộ dành cho chị ấy bởi vì tài năng và nhan sắc nói không với thời gian nha quý vị. Đó chính là nghệ sĩ Vân Anh. Yeah, ôi rạng rỡ quá, rất phong cách, cực kỳ trẻ trung. Em chào chị, mình chia cái nào? Hello em. Dạ, yeah. Em chào chị. Giờ sau đây là một câu hỏi nhỏ của bà xã em gửi tặng chị. Vậy hả? Chị có cách nào mà giữ được cái nét thanh xuân hoài mà lâu đến vậy không? Thiệt sự ra là chị cũng không có bí quyết gì nhiều đâu. Cái đơn giản là lúc nào á, cho dù có gặp chuyện buồn, chuyện đau khổ gì chăng nữa thì mình cũng ráng cười rồi vượt qua. Mà khi mình cười á, mình sẽ nghĩ ra được nhiều cái phương án để giải quyết. Đơn giản vậy thôi, mà thậm chí mình cười á, thì cái gương mặt mình nó đỡ nhăn nhó, đỡ đau khổ. Hợp lý quá. Cuộc sống giống như là chế biến thức ăn vậy đó, mình phải rắc thêm một chút xíu gia vị, đó chính là nụ cười à, nó sẽ khiến cho món ăn và cuộc sống chúng ta tươi đẹp và ngon miệng hơn. Chính xác là như vậy. Dạ, xin mời chị vào phòng khách của nhà em. Ok. Dạ, mời chị. Và bây giờ hãy sẵn sàng với hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Chị là một người chị đặc biệt của em, nên khách mời ngày hôm nay cũng phải đặc biệt. Vậy hả? Dạ. Xin chào đón hai bạn Lê Quang và Lê Nhật. Đó, đó, đó. Chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Em chào anh, em chào chị. Chào hai bạn. Chị không biết phân biệt ai là Lê Quang, Lê Nhật. Ủa sao hai bạn lại có thể giống nhau như giọt nước như vậy? Sao giống nhau dữ vậy? Hai anh em sinh đôi mà anh. Đó, sinh đôi đi chị. Rồi năm nay được nhiêu cái xuân xanh rồi nè? Thôi, để anh tự đoán đi. 20 không? Không tới 20, không tới 20. Tại vì bản thân chị đã 20 mà bạn này trẻ hơn chị, sao 20 được? Coi như vậy đi, em 16 không cưng? Không, nói thật là em 19. À, 19, bạn này nhiêu? Dạ em 19 cộng. 19 cộng, đúng cộng 1 phút. Đúng rồi. Vậy là đây là anh? Đúng. Dạ, đúng luôn á. Hay quá, chị lừa luôn sức nha. Hồi nãy theo em giới thiệu Lê Quang, Lê Nhật thì chắc là đây là Lê Quang và đây là Lê Nhật. Dạ đúng rồi á chị, đúng rồi chị ơi. Thiệt hay quá, tinh tế đúng không? Nhưng bây giờ phải kiểm tra xem là cái tình cảm của hai bạn dành cho chị Vân Anh như thế nào. Thì Lê Quang nè, em ấn tượng với chị Vân Anh bởi những đặc điểm như thế nào? Em thì fan hâm mộ của chị, nhìn chị ở ngoài đời rất là trẻ và đẹp. Wow, trời ơi, trời ơi, đỏ ửng má hồng kìa. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Còn Lê Nhật thì sao nè? Em hay xem những bộ phim chị hay đóng. Gần đây em xem chị bộ phim Gia đình là số 1/3 và chuỗi series phim ngắn Hạt giống tâm hồn. Như vậy chúng ta đã hiểu và thấy được sự đa năng của chị với rất nhiều tuyến nhân vật và những vai diễn khác nhau. Nhưng mà còn về cái gu ăn uống của chị làm sao, ít khi nào chị chia sẻ chuyện này trên truyền hình lắm. Hôm nay chúng ta khám phá với vòng đầu tiên cũng là thử thách dành cho các bạn, để chúng ta cùng nhau lật ra 3 ô số. Đằng sau 3 ẩn số này sẽ là những cụm từ khóa nó liên quan đến cái gu ăn uống của chị Vân Anh nha. Sẵn sàng cầm bảng nào. Lưu ý rằng 3 ô số 1, 2, 3 sau đó sẽ có ẩn chứa một cái huy hiệu thần bếp. Bạn nào may mắn có được cái huy hiệu đó, mình vận dụng ngay trong lúc mình chế biến thức ăn luôn nha. Dạ. Rồi câu hỏi đầu tiên, hai anh em cùng chuẩn bị nè. Khâu nhục là món ăn đặc sản của tỉnh nào? Có 3 gợi ý: A. Lạng Sơn, B. Lào Cai và C. Hà Nội. 3, 2, 1. Xin mời đáp án. Các bạn giơ bảng ra nào. Lê Nhật trả lời là Hà Nội, Lê Quang trả lời là Lào Cai. Đáp án là Lạng Sơn. À, mới là rang chính xác, Lạng Sơn. Bởi vì khâu nhục là một món ăn thường được thấy trong những dịp lễ Tết hoặc những sự kiện quan trọng như đám cưới, đám hỏi hoặc ma chay của người dân tộc vùng cao phía Bắc, nổi tiếng nhất là ở Lạng Sơn. Khâu nhục được làm từ thịt lợn nhưng lại mang cho người thưởng thức một hương vị thật khác khi được chế biến rất cầu kỳ với đầy đủ các loại gia vị như húng liều, ngũ vị hương, địa liền, mật ong, rượu, giấm, xì dầu, vân vân. Vậy là hai bạn không có bạn nào ưu tiên được lật ô số, nên xin mời chị Vân Anh, chị chọn đi. 1, 2, 3, chị chọn số mấy? Số 1 đi. Dạ số 1. Ủa, món ăn gì mà nghe tâm lý quá vậy chị? Tự kỷ ám thị là sao ta? Hồi xưa lúc chị còn bé á. Dạ. Là chị có ở gần bác ruột của chị, thì bác mới nói chuyện, mới nói là đừng bao giờ ăn thịt vịt.
kịch vịt đó là cái mùi nó hôi lắm, sợ lắm. Ăn rồi là chỉ muốn dội ngược ra thôi. Đúng rồi. Trước đó là chị chưa bao giờ ăn thịt vịt luôn. Cho nên là nghe bác nói vậy, thế là thấy thịt vịt là tránh xa, không bao giờ đụng vô vịt. Có thể gọi đó là tự kỷ ám thị luôn. Và cho tới giờ phút này cũng không bao giờ dám đụng vô vịt. Vậy mình biết cái hai món ngày hôm nay là không có vịt rồi đó. Là chị không thích ăn thịt vịt bởi hồi nhỏ bị ám ảnh vô đầu. Cảm ơn chị. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2, hai bạn cố gắng giành ưu tiên nha. Bây giờ sẽ là một câu đối mẹo nha các bạn. Bánh gì không mỏng? Ghê chưa? Hỏi cho không vậy đó. Bánh gì không mỏng? 3 2 1 Xin mời đáp án. Một là bánh da, bánh đa hay bánh da? Bánh đa. À, bánh đa, bánh đa không mỏng á, bánh đa mỏng mà. Bánh đa mỏng mà. Còn đây bánh là ép. Bánh đa không mỏng mà ông còn ép thì làm sao mà nó sống được? Không mỏng thì nó dày. Bánh dày. Ừ. Rồi, bây giờ tiếp tục chị Vân Anh, là ô số tiếp theo đi ạ. Theo thứ tự đi, số 2. Ờ đó, không bỏ qua. Chà, cái này có vẻ nghe hờn dỗi quá nha. Nói chung chung trước á là món gì chị cũng ăn trừ những món chị không ăn. Là con vịt ha, mình cất con vịt qua bên nè. Chị nói rõ rõ xíu giùm em. Cụ thể hơn, chị nói về phần gia vị. Gia vị. Ừ, gia vị tức là không có một cái gia vị nào mà có thể bỏ qua được chị được. Ừ. À. Tức là kể cả rất cay chị vẫn ăn được. Vậy là tất cả những gia vị hương vị là chị chấp hết, ăn được hết. Đúng rồi. Bây giờ sẽ là cơ hội cuối. Đây là cơ hội để xem hai anh em ai là người có được quyền ưu tiên đặc biệt. Và bây giờ xin mời hai bạn cất bản, mình bước vào trận chiến ngày hôm nay. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là thử thách cuối tại vòng đầu tiên dành cho hai bạn trẻ Lê Quang và Lê Nhật. Bây giờ như vậy, đốt nến ra cho hai anh em sinh đôi có thể sử dụng cái luồng hơi của mình để lấy cái nón này ụp vô cái miệng của mình. À, làm sao thổi cho thật mạnh và tắt hết tất cả các nến đang có trên bàn. Dưới chân mình là hai cái vạch, mình không được đạp vạch và vượt qua khỏi vạch. Ai làm tắt hết nến người đó thắng cuộc. Nào xin hai bạn, chúng ta chỉ thấy được những ngọn nến qua lỗ nhỏ thôi nha. Bắt đầu, vô, thổi đi em. Thổi mạnh lên. Cái tầm nhìn bị hạn chế nha. Trời, hay, bên đây hay quá. Bên đây hay dễ sợ. Mạnh lên, hơi mạnh. Đúng lên rồi. Em phải thổi lên. Theo cái hướng này nè. Theo hơi hướng mạnh này lên. À quên, anh xin lỗi, anh chị nhiệt tình quá hơn. Mạnh lên cưng. Quá dữ luôn. Mạnh lên Nhật ơi. Thổi, mạnh lên. Càng xa càng khó nha. Đâm ra mình phải có một cái chiến thuật. Phân thấy chia không? Cái luồng hơi mình, sức không? Lực mình thật là hợp lý. Mạnh lên. Ghê mạnh thiệt. Lên. Bạn Lê Quang là chỉ còn có 2 cây thôi nha. Ở Lê Nhật còn khá nhiều nè. Mạnh lên. Còn cây à, Quang ơi. Cố lên Quang. Mạnh lên. Trời ơi, thì cái cây nến coi mà wow luôn á Quang. Hay quá, ráng lên, ráng lên. Mệt quá, mình lấy hơi, mình giữ sức nha. Chứ bên Lê Nhật còn nhiều lắm. Tập trung vô đó thổi, ráng lên. Trời, hai lỗ tai bạn đỏ luôn nè chị. Rồi, tiếp tục. Phùng mang đợn má, thổi có đỏ tai. Có chậm nhưng mình về đích trước đó, bên đó chưa tắt. Em thấy chóng mặt giùm hai bạn rồi chị ơi. Ráng lên, chị Vân Anh cũng đang cổ vũ tinh thần cho bạn Nhật nhiều lắm rồi kìa. Tiếp theo. Ráng lên. Ôi, yeah, mình còn 2 cây nữa thôi. Ráng lên cưng. Còn 2 cây, bên kia còn 2 cây. Quá trời, nỗ lực rồi. Mạnh lên. Đừng để họ lộn ngược dòng nha. Mạnh lên. Trời phê thiệt chứ. Ôi, yeah, còn 1 cây nữa thôi. Còn 1 cây nữa thôi. Bên kia còn 1 cây kìa. Quá lên. Trời quá đất ơi. Rồi bây giờ còn là ngang tài ngang sức rồi nè. Chương trình còn dài lắm em ơi. Trời, thời lượng phát sóng thì nó có hạn thôi em ơi. Bây giờ chưa xong được cái vòng đầu tiên em hiểu không? Mình còn phải vô chế biến. Mà chế biến thì phải thường. Chế biến cho điều kiện nó khắc nghiệt dữ lắm. Em làm gì làm cố gắng. Một tràng pháo tay dành cho hai bạn. Rất là quyết tâm. Hai bạn rất là xuất sắc. Rất ấn tượng với sự lội ngược dòng của bạn Lê Nhật. Đồng nghĩa với việc bạn chiếm được quyền ưu thế và chiến thắng tại vòng đầu tiên. Chúc mừng Lê Nhật. Yeah. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao quý vị nha. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với phòng khách của Khẩu Vị Ngôi Sao. Lê Nhật là người giành chiến thắng, bạn đã có rất nhiều đặc quyền rồi. Đặc quyền đầu tiên là ô cuối cùng, chắc chắn nó sẽ có cái huy hiệu thần bếp nằm trong đó. À, sẵn sàng nha. Dạ. Em muốn là ô số mấy? Dạ, còn ô cuối thì lật luôn. Lật luôn nào, lật mặt ô số 3. Huy hiệu thần bếp đã xuất hiện cùng với cố gắng cũng hoài công. Ủa, từ khóa ngọt khó vậy? Tức là từ nhỏ mẹ đã không cho Vân Anh ăn thịt mỡ và da. Dạ. Sau rồi đến khi mà trưởng thành á, đôi lúc mình cảm thấy sao mình kỳ quá. Dạ. Đi ăn mà cứ phải tách mỡ, tách da ra, thấy nó phiền phức vô cùng. Dạ. Và biết đâu cái đó là một cái vitamin nào đó rất là bổ dưỡng cho mình thì sao? Chất béo nhiều. Đó, thì cái thôi tập. Dạ. Đó, tập và chị quyết tâm chị bỏ nguyên một miếng thịt.
có cả một chút xíu nạc nè, và da và mỡ bỏ vô miệng nhai. Hơn quá học như thế nào? Chạy thẳng vô toilet và ói không còn gì để ói. Trời, hư liền luôn. Và từ sau đó trở đi và càng nhìn thấy thịt mỡ và da càng sợ. Câu chuyện nó là như vậy đấy. Cảm ơn chị rất là nhiều, rất là đáng yêu. Huy hiệu thần bếp lát nữa mình sử dụng. Nếu như cảm thấy khó khăn quá, mình nói chị Vân Anh ơi, em có huy hiệu thần bếp, chị hãy làm giùm em cái gì đó đi. Đó là chị làm gì? Hơi ơi. Một lần một thôi nha, chỉ một lần thôi. Và bây giờ sẽ là hai món ăn mà chị Vân Anh đã đặt hàng từ trước. Bạn có đặc quyền chọn một trong hai món đúng với sở trường của mình. Mình cảm nhận mình sẽ nấu món này ngon đây. Xin mời chị tiết lộ. Bây giờ chị mở ra luôn phải không? Dạ vâng. Một bên là bún ốc Hà Nội, còn một bên là bún bò Huế. Ôi trời, hai món bún mà đến từ hai vùng miền khác nhau. Ba chị là người Huế. À. Thì đây là cái quê hương của ba chị. Dạ. Và cái món thứ hai cũng liên quan luôn. Bún ốc Hà Nội là một món chị rất là thích. Rất thích luôn. Nghe thèm quá. Và món này là quê hương của mẹ chị. À, như vậy là hai bậc tiền bối chúng ta đang ẩn chứa tình cảm đâu đó qua hai món ăn này. Chị hy vọng cảm nhận được tình yêu thương của gia đình đó, của ba mẹ đó. Nên bây giờ em lựa coi món nào là mình sở trường mình nấu ngon hơn. Món Huế á là đặc sản của quê em, nhưng mà em sẽ nấu bún ốc Hà Nội. À. Trời ơi. Tại sao vậy? Em sẽ bứt phá bản thân của mình, em sẽ nấu bún ốc Hà Nội cho chị ăn. Rồi. Rồi. Em mời chị. Đây. Cảm ơn chị. Đây, chúc mừng bạn nha. Vì trao cho bạn Quang nha. Dạ. Đây là lần đầu tiên em nấu thịt bò. Lần đầu tiên luôn. Nhưng mà đã từng ăn bún bò Huế chưa? Đừng làm chị hồi hộp chứ. Dạ, em đã từng ăn rồi. Từng ăn rồi. Có kinh nghiệm rồi. Thôi thương hai bạn quá. Mặc dù là hai bạn đã rất là cố gắng, tuổi còn trẻ, nên bây giờ là cho phép hai bạn tìm kiếm những cái công thức nó liên quan đến món này. Nhưng chế biến là mình phải trực tiếp tham gia nha. Bên cạnh đó là phải đương đầu với cái điều kiện khó khăn của chương trình, chứ không phải mình đứng bình thường mình chế biến được. Nên bây giờ là bên trái bên phải nó hợp nè. Bên nào nó mang lại may mắn cho em? Bên trái một kiểu, bên phải một kiểu đó. Em chọn bên phải đi. Em đứng bên phải ha, là bên đây kia ha. Rồi, thì anh Lê Quang, em sẽ đứng với bên đây, là bên tay trái. Xin mời chị Vân Anh cùng với quý vị khán giả đến với phần tiếp theo của Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chúng ta đang bước vào phần tiếp theo của Khẩu Vị Ngôi Sao. Và chị Vân Anh cùng với hai bạn Quang và Nhật đang có mặt tại khu bếp này rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Bình thường chúng ta đứng ăn, nấu ăn, có thể ca, hát, nhảy, múa. Nhưng bây giờ với điều kiện rất khó khăn thì bạn Lê Quang dưới chân bạn ấy là một đôi dép rất là đặc biệt, đôn thêm chiều cao. Đôi dép này khá là khó đi, bạn hãy thật cẩn thận. Và quá trình di chuyển mình lấy những dụng cụ hay là những vật liệu khác là mình không được đụng vào những chướng ngại vật mà chúng tôi đang sắp xếp sẵn trên đường đi của bạn nha. Bên cạnh đó là bạn Lê Nhật. Chị thấy khó khăn ghê hơn không? Thì với chân em là dầu ăn. Trời ơi, thương quá à. Nó trơn lắm nha em. Trơn quá anh ơi. Thật cẩn thận, chậm mà chắc. Chứ nếu không là em sẽ trình diễn một pha trượt băng nghệ thuật cho mọi người cười đấy. Bên cạnh đó, nếu như chị Vân Anh để ý, trên bàn đã sẵn sàng những nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính. Nhưng mà để có thể sử dụng được những nguyên liệu này thì bên trong đó lại lồng ghép vào những thử thách mà không phải dành cho hai bạn mà dành cho chị Vân Anh. Ủa? Chứ hai chị muốn được sử dụng những cái món này là chị phải hỗ trợ các bạn vượt qua thử thách đó thì các bạn mới được quyền sử dụng món đó. Trước khi ăn mình nên đốt cháy calo để ăn nó ngon miệng hơn. Ok. Đó, chị thấy bên phòng khách em đẹp không? Sẵn sàng nhiều đậu cụ lắm. Bữa nay chơi hoành tráng lắm nha chị. Xin mời chị Vân Anh. Nào hai bạn đeo bao tay vào nào. Lê Nhật ơi, em hãy lưu ý mình có huy hiệu thần bếp nha. Nếu như cái pha nào mà khó quá hay là cái dụng cụ nào xa quá, nhờ chị Vân Anh với đặc quyền đó nha. 3, 2, 1, bắt đầu nào. Theo kinh nghiệm của em á, là những người chơi phải nhanh chóng liên tục chọn ra những cái nguyên liệu còn bị thiếu để mình nhờ vượt thử thách để dùng được nha. Hả? Lê Nhật, nói đi em. Em cần nguyên liệu anh ơi. Nguyên liệu là gì vậy? Dạ ốc, ở đây em chỉ có một con à. Bún ốc mà không có ốc làm sao mà ăn. Mời em đọc thử thách. Vừa lắc vòng vừa mang nguyên liệu gia vị, người chơi đang cần tìm từ phòng cách đến đặt ở bếp. Thế là chị làm phải không? Chị lắc vòng nha. Ôi, mấy khi được thấy người chị của tôi lắc vòng đó. Trời ơi, hàng chị thấy cái vòng để sát bên mình. Ốc là hay dưới ao hồ lắm. Mình phải xác định rõ vị trí cái rồi mình lắc. Đâu ta? Nhà chị, nhìn thấy rồi nè, chị nhìn thấy rồi nè. À, đặt đó hả? Đó hả? Rồi rồi, tức là xong rồi, giờ lắc tiếp phải không? Ráng nha, đúng rồi. Rớt ốc ra ngoài là không còn khóc. Trời ơi, lắc đứng im đã khó rồi, còn đi nữa. Đúng rồi, chị đi rất là quyến rũ nha. Rất quyến rũ nè, người phụ nữ quyến rũ rớt con ốc rồi. Lắc bằng tay được không? Rồi, vậy thôi, chị lắc tay đi. Mong được rớt nha.
Đó, ok. Coi như mình kịch tập cổ tay, cánh tay, kiểu tay. Ơi, ốc đã về với em rồi. Yeah. Hay á. Em thương chị á, đáng lẽ là mấy khách mời khác mà nhan sắc không được bằng chị là em cho lắc bằng eo là bụng rồi. Anh Hoàng ơi, giúp em với, giúp em với. Đúng ha. Rồi rồi, tới Lê Quang, không kịp thở luôn. Em cần gì vậy? Giờ em cần thịt bò. Trời ơi, bún bò quê mà bây giờ không có bò chứ làm bún quê. Không được, chỉ phải một con rách. Ném được 3 quả banh dưa hấu lọt qua cải vòng trên thanh xà ngang cao và rơi được xuống sọt đằng sau, cách xa vị trí đứng. Ok, vì món ăn chị sẽ cố gắng hết sức. Yeah, dưới chân chị là cái bạch màu vàng nha. Đây mục tiêu nè, qua cái vòng này, rơi thẳng dưới đây là hợp lệ. Rồi, ok. Cố lên. Dạ. Xe nhau, bình thường thôi. Qua được mà nó không có vô cái rổ, Hoàng ơi. Vô coi. Vô ơi. Ghê thiệt. Không tin được luôn. Không tin được luôn. Quá dữ. Hai trai vô. Xuất sắc, xuất sắc. Quá giỏi luôn. Sao chị không tin chị, Hoàng ơi. Cố lên, cố lên. Nó ra ngoài, chưa hợp lại, nó ra ngoài, số phần. Hoàng em lượt cái banh nó trong ra đi. Tại vì nó tin từ cái banh nó trong được. Ra đó. Đáng tiếc là được 3 trái rồi. Hay quá. Chưa được, chưa được, chưa được. Có thể chạm vòng nhưng mà bắt buộc phải chui qua cái vòng đó. Yeah, gọn gàng quá. Trời ơi, chị tôi xuất sắc. Thôi. Hay quá ta. Bây giờ chị mới biết chị giỏi dữ vậy đó. Chính xác thiệt rồi, em dùng thịt bò đi. Ủa trước giờ chị có hay chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném này nọ không? Không. Mà sao chính xác như ta? Trời ơi, chắc cái này là chị giỏi hay sao á? Giỏi, nhưng mà hồi vậy là hồi xưa có chơi banh đũa rồi thảy gạch đúng không? Ok, banh đũa là có. Anh Hoàng ơi. Ơi, gì em? À, cho em ít rau nữa. À, em đang cần sử dụng rau đúng không? Dạ. Mà ăn bún ốc mà không có rau là coi như thiếu. Đọc đi em. MC sẽ vẽ trên giấy được lót phía sau lưng nghệ sĩ một hình ảnh bất kỳ. Hãy cảm nhận và đoán xem MC đã vẽ cái gì. Rồi, em vẽ à. Chị phải đoán nha. Em vẽ chậm nha. Đó. Chưa nha, chưa xong nha. Chừng nào xong là em mới thông báo chị là xong nha. Ghê không, em vẽ thiệt á. Tranh này tranh trừu tượng nha. Nói cái gì là đúng cái đó nha. Đó. Trời khó lắm luôn á Hoàng ơi. Trời ơi, quá đơn giản. Cái gì vậy? Đúng thiệt á, quá đơn giản. Kiểu vẽ mấy cầu thang cái gì. Rồi xong rồi. Nhà. Chưa chính xác, nó có cái hình dạng cũng gần gần giống cái nhà rồi đó. Gạch không thì không thể nào là cái cây được rồi. Tên chị có cái đó luôn. Ủa không lẽ là mây? Mây nào mày mà một ngang, một đường, một đường, một đường. Mây nó phải bồng bềnh, cong cong. Tên chị có đó được. Cái gì? Hoàng ơi, em làm cái gì vậy? Dùng cái này gọi là cái tên. À, vâng anh. Ghê. Trời, em ghê quá. Em nói cái tên chị nó có cái đó là chị hình tượng ra một cái hình ảnh gì liên quan đến cái tên nè, như chị. Cái nhà ấy đó. Em được quyền dùng rau rồi nha Nhật ơi. Em xuất sắc quá Hoàng ơi. Dễ thương, tên chị luôn in sâu trong lòng em. Anh Hoàng ơi. Vô giùm em với. Không thở được, em muốn vô món gì. Chưa được ăn luôn hả? Lấy vô giùm em bún. Trời đất, nghĩ sao bún bò quế mà không có bún thành bò quế rồi. Bún rồi em. Đưa tay vào trong chiếc hộp bí ẩn, đoán xem năm trong số đó là những món gì. Thà chị biết là chị mò vô đâu thì chị biết nó là cái gì ở trong, chị biết trước. Chứ chị mò mà chị không biết nó là cái gì chị sợ. Vậy mới thú vị chứ. Nào, sẵn sàng. Năm món nữa không cưng? Năm món nha. Năm món. Nói nghe nè, không có chơi con gì cho bé Giang Hoàng. Biết nha, này viên đập làm em biết. Nó làm cái tay mình nó mềm. Không biết gì luôn, chưa thấy gì luôn. Đó, 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 đó. Cái gì vậy trời, cái gì vậy trời. Không biết. Mò lấy cái gì? Bây giờ cảm nhận. Miễn sao là mò đúng cái mà chị phải nói đúng cái tên đúng không? Sợ quá. Chị lấy được một món đầu là chị tự tin liền. Cái mút này nó làm cho mình sợ trước khi mình đụng chúng cái gì vậy đó. Vậy luôn hả? À, chắc là nó mềm mềm, lạnh lạnh đúng không? Rồi đoán nè. Sờ, cảm nhận. Nó là cái gì? Nó quen lắm nha. Cái gì vậy ta? Đoán gì? Ủa nó có mấy cái lỗ dưới đây thông hơi, nó là gì ta? À, cái này là cái gì ta? Cái này là giống như một cái chỏ hấp xôi hay gì á. Lấy ra. Phải không? Cái sửng để hấp cái... Nhưng mà cái chỏ cũng hợp lý luôn. Người ta hay nói xôi bằng cái này. Đúng rồi, hay không? Được một món hợp lại. Không, cứng. Cái này cái bàn phải không? Lấy ra. Hai món chính xác nha. Nên mình có chơi đồ hàng. Ráng chị. À cái này là cái gì này nè? Là giống như cái này không biết gọi là cái gì á. À cái
Cái bàn cào hả? Chính xác. Cái cào, đúng chính không? Chính xác, bàn cào. Yeah. Rồi đủ 3 món rồi. 5 Trời, không nhận chị tôi nhạy cảm như sợ. Cái đây là con dao đúng không? Đó. Con dao để chặt chặt. Thì con đó là con dao, thấy chưa? Trời, ráng thêm món nữa chị. À, cái này là cái ly. Cái tách uống trà. Trời quá, chính xác luôn, 5 món. 5. Yeah. Yeah. Chúc mừng chị, hay quá. Đó, biết đâu mà sợ. Như vậy là chị tôi đã cố gắng làm sao để vượt qua thử thách cuối cùng này rồi. Có nghĩa là 5 món, bạn được quyền sử dụng món bún nha. Và bây giờ thì Nhật và Quang tập trung vào món ăn. Chúng ta không làm phiền nhau nữa để các bạn nấu ăn cho ngon hơn. Mời chị ra ngoài truyền nước biển xíu để lấy lại tinh thần. Hai thành phẩm ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Wow, đứng từ xa xa thôi quý vị à, rất nhiều mùi hương, nó kích thích và nó cực kỳ hấp dẫn. Thơm không chị? Thơm quá, thơm luôn. Đó là khứu giác, còn thị giác, chị chứng kiến xem, chị nhìn xem, chiêm ngưỡng xem hai món ăn này ấn tượng ra sao. Cũng có sự trình bày, cũng có sự sắp xếp. Chà, với hai món ăn này thì không biết là chị sẽ muốn thưởng thức món nào trước. Theo ý kiến em nha, bún bò Huế nó hơi cay hơn tí. Cái vị cay nó lưu giữ khá lâu nên là sử dụng món bún ốc Hà Nội, nó ngọt hơn, nó dễ trả lại cái việc khẩu vị của chị lại cân bằng. Em nói cũng có lý. Thôi mời chị bún ốc ha. Ok em, cảm ơn em. Đây là món bún ốc Hà Nội của dạ. Lê Nhật ha. Món rồi. Nấu này khó khăn lắm không em? Rất là khó khăn luôn á. Em lên Google em search làm để mình nấu. Bất cứ một món bún nào thì nước lèo là quan trọng nhất. Chị nên thử cái nước lèo cái nha. Chị thử nước lèo. Dạ. Nha. Ngọt. Ngọt. Ngọt vị cua. Ngọt luôn cả cái mùi của ốc nữa. Dạ. Và dậy lên mùi của một cái món riêu á. Dạ. Chà, bây giờ chị sẽ thử một cái miếng ốc coi nó có giòn không nha. Đó. Ốc không được mềm quá, cũng không được cứng quá, ăn rất là khó chịu. Phải tạo độ giòn, nhưng cắn tới đâu là tan tới đó, đó mới đẳng cấp. Rất là ngon. Như vậy thì tình cảm của bạn ra sao với món ăn này để dành cho chị Vân Anh một lời chúc nào đó? Em dành hết cái tình cảm dành vào cái bữa ăn đó, em dành cho chị. Mong chị ăn được ngon miệng và chúc chị nhiều sức khỏe. Trời ơi, dễ thương quá. Chị cảm ơn em trai bé nhỏ rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cái này thì cho chị thêm một cái chi tiết nhận xét. Dạ, nó chính xác nhất về cái món bún ốc Hà Nội nha. À, góp ý thêm nè. Cái món này hồi nãy chị ăn là chị nếm thử cái nước dùng rất là ngọt. Ngọt. Rất là thơm mùi cua và ốc cũng rất là giòn, rất là ngon. Nhưng mà bún riêu ốc của Hà Nội á, là trong cái thành phần có thêm một cái nguyên liệu rất là đặc biệt. Đó dạ. Là giấm bỗng. Giấm bỗng, ấy cha. Chị Google không biết cái này, nó chua chua hay như thế nào chị? Nó chua chua và nó thanh thanh à. Nó rất là ngon, còn dạ. Cái mùi vị này cực kỳ ngon, cực miền kỳ Nam, ngọt miền luôn Nam ngọt. Nhưng mà đúng là miền Nam. À, dạ, một góp ý của chị cha. Vậy là chị đã từng ăn món bún ốc Hà Nội nên chị hiểu được cái nét đặc trưng này rồi. Chị ăn rất là nhiều bởi vì quê mẹ chị ở Hà Nội mà. Dạ. Và chị cũng sinh ra Hà Nội nữa. Trời ơi, chị em tinh tế quá, phát hiện ra được cái điều thiếu là giấm bỗng. Rồi, với một cái nguyên liệu chính luôn á. Dạ, đây, em mời chị uống nước ha. Trả khẩu vị lại nè. Bây giờ chúng ta tấn công qua món bún bò Huế. Trời ơi, món ăn quá quen thuộc quý vị ơi. Nói chung là mình phải thử nước lèo đúng không? Dạ. Thì nước lèo là ra được đủ cái vị của một cái tô bún. Chính xác luôn. Cái màu đẹp lắm nha. Sóng xa, sóng sánh nè. Màu nhìn rất là đậm đà nè. Rất là ngon. Rất là ngon. Nói mà ngon mà cạn lời luôn. Chị là một cái người rất là mê ăn món bún bò này luôn. Bởi vì trong cái bún bò này là đặc biệt là cũng phải có cái sả. Dạ đó. Sa tế sả, đúng không? Và ớt. Nói chung là món này rất là tuyệt vời. Nếm cái nước lèo thôi là mình có thể là vậy hả? Đánh giá được cái sản phẩm rồi đó. Nhưng mà sợ quá lửa là có ảnh hưởng đến những thành phần còn lại lắm. Nó quan trọng lắm. Thịt bò thì là vừa đủ mềm, vẫn còn giữ được cái độ dai dai của bò. Của bò gân và, mà. Và có cái gân nó vẫn còn sật 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 sật. Rất là ngon luôn. Dạ. Cho nên là cái tô bún bò này theo chị là, đối với chị là rất là ok. Chuẩn chỉnh luôn. Như vậy là chị Vân Anh đã thưởng thức qua hai món ăn. Món bún ốc Hà Nội của bạn Lê Nhật và món bún bò Huế của bạn Lê Quang. Thì theo chị, món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay của hai anh em sinh đôi? Cái này thì chị chọn luôn, không cần suy nghĩ luôn. Dạ. Bởi vì hồi nãy chị cũng đã đưa ra ý kiến của mình rồi đó. Dạ. Chị
sẽ chọn món bún bò. Bún bò Huế của bạn Lê Quang đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng Quang và cũng cảm ơn Nhật rất nhiều. Em cũng nấu ăn xuất sắc lắm nha. Và bây giờ chúng ta nhận thưởng thôi. Kính thưa quý vị, và trên tay Hoàng Đức Bơ chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món ăn của với chủ nhân của món ăn đó đã giành chiến thắng với sự thiện cảm của chị Vân Anh. Xin mời chị trao tặng cho bạn Lê Quang. Cảm ơn em, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị, nhưng mà không biết là với Lê Nhật nè, chắc chắn là cũng nhận rất nhiều lời khen của chị Vân Anh. Nhưng mà kết quả này có ảnh hưởng sức mẻ gì tình anh em không? Dạ không ạ. Em đến đây là được nấu ăn cho chị là em vui lắm rồi. Còn với Lê Quang, với phần thưởng này cảm giác của bạn ra sao? Thì em rất là vui khi được nấu ăn cho chị. Khi được chị khen em nấu ăn ngon thì bữa nào chị có thể qua nhà em nấu cho chị ăn. Chuẩn luôn, không cần phải đi tìm cái quán nào hết. Trời ơi, tuyệt vời. Chị cảm ơn em rất là nhiều nha. Chị sẽ sắp xếp lịch thiệt nhanh để chị qua bên nhà em thưởng thức các món ăn em nấu. Em sẵn sàng chị. Cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều và chúc cho chị mãi xinh tươi và luôn phong độ như vậy để có được những tình cảm của khán giả dành cho chị nha. Cảm ơn em. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.